bị đánh tư sản kiểu mới, giới giàu có Trung Quốc tìm cách tẩu thoát ra nước ngoài. Mời quý vị và các bạn cùng Hải Vân và Khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Tôi là ủy viên thường vụ của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Quảng Đông. Tại sao tôi lại phải làm thành viên của họ? Nếu không tham gia tôi sẽ bị hại, còn giờ đây, nếu tiếp tục dây dưa ở Trung Quốc tôi sẽ bị bắt. Người phụ nữ trong video là Lưu Vĩ Hoành, tỷ phú tự thân đến từ Hắc Long Giang, Trung Quốc. Bà Lưu là một nữ doanh nhân nổi tiếng và từng là ủy viên thường vụ chính trị tỉnh Quảng Đông. Hồi năm 2012, bà Lưu vướng vào một vụ lộn xộn bị cáo buộc hành hung nhà báo. Sau khi chuyển đến sống ở Canada năm 2014, bà Lưu đã chi hàng tỷ đô la Canada để mua các trung tâm mua sắm ở Victoria và Vancouver, thuộc tỉnh British Columbia, cũng như một sân golf sang trọng trên đảo Vancouver. Truyền thông địa phương cho rằng bà Lưu là người hỗ trợ cho chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào mùa hè năm 2023, bà Lưu Vĩ Hành được người dẫn chương trình kênh YouTube 56 Below TV phỏng vấn. Trong 4 tập phim, bà kể về thời thơ ấu, các mối quan hệ, hành trình kinh doanh và câu chuyện nhập cư của mình. Bà Lưu cũng chia sẻ nhiều bí mật về giới siêu giàu mà hầu hết mọi người không biết. Bà Lưu cho biết, một lãnh đạo chính quyền Trung Quốc thực sự tham nhũng, và đó là lý do tại sao bà phản đối những người xấu trong chính quyền này. Bà Lưu đề cập rằng trong môi trường đầu tư ở Trung Quốc đang trở nên tồi tệ hơn, chủ yếu là do sự lo sợ từ các quan chức địa phương. Ngay cả ông Tập cũng không thể giải quyết những vấn đề này. Vì vậy, bà cảm thấy bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi Trung Quốc. Một vị khách mời khác trên kênh 56 Below TV, ông Kết nói, bây giờ tôi chuyển sang đến sống ở Canada. Hãy để tôi nói một vài điều không thể phát biểu ở Trung Quốc đại lục. Ngay cả ông Lý Khắc Cường mà ở lại đó, ông ấy còn yêu đời. Còn tôi hả, nếu muốn bắt bớ thì cứ việc. Tôi đã già rồi, ai cũng sẽ phải chết. Tôi có gì để sợ chứ? Ông Kết sinh ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cha ông Kết là một quan chức Quốc dân đảng. Ông đã lớn lên ở Hồng Kông trước khi di cư sang Canada. Khi nói về Trung Quốc đại lục, ông chủ yếu tập trung vào chính trị. Ông nhiều lần nhắc đến cái tên Lý Khắc Cường, nói rằng họ sinh cùng năm và bày tỏ nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của ông Lý. Ông nhận xét rằng, ở một đất nước mà ngay cả thủ tướng cũng có thể mất mạng một cách bí ẩn, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Khi được hỏi liệu có bị sợ chính quyền thẩm vấn nếu trở về Trung Quốc hay không, ông Kết cười, nói ở tuổi của mình, ông đã trải qua đủ rồi, sống chết không còn quan trọng với ông nữa. Nhiều cá nhân giàu có từ Trung Quốc và Hồng Kông hiểu rất rõ hoạt động nội bộ và những bất công ở Trung Quốc. Lo sợ cho tính mạng và tài sản của mình, họ chọn cách trốn khỏi đất nước. Theo công ty tư vấn đầu tư về cư trú và quốc tịch Handy & Partners, số lượng triệu phú chuyển đến các quốc gia mới vào năm 2023 dự kiến sẽ ở mức cao nhất mọi thời đại. Hoa Kỳ, Canada và Úc là một trong những điểm đến hàng đầu của những người di cư giàu có hoặc những cá nhân có thu nhập dòng cao. Australia là quốc gia dẫn đầu về điểm đến, trong khi Mỹ đứng thứ tư và Canada đứng thứ sáu. Công ty Handy & Partners ước tính rằng khoảng 122.000 triệu phú đã chuyển đến nhập quốc tịch hoặc cư trú vào năm 2023, trong khi 37% người Mỹ sở hữu 1 triệu đô la Mỹ tài sản có thể đầu tư, thì Úc đứng đầu danh sách có dòng vốn triệu phú dòng cao nhất. Số lượng triệu phú chuyển đến các quốc gia mới vào năm 2023 đã tăng 45% so với năm 2022, mức cao nhất kể từ thời điểm hãng Handy & Partners bắt đầu theo dõi số liệu này vào năm 2013. Dựa trên dữ liệu từ 6 tháng đầu năm 2023, Úc dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng dòng là 5.200 triệu phú so với năm trước. Theo nhà phân tích Andrew Amos & Partners lưu ý rằng, Úc thu hút hầu hết các triệu phú mới đến từ châu Á, châu Phi và Vương quốc Anh. Mặt khác, Trung Quốc được dự đoán sẽ là quốc gia có nhiều triệu phú rời đi nhất trong năm thứ hai liên tiếp, với mức lỗ dòng là 13.500 triệu phú. Con số này cao hơn gấp đôi so với quốc gia tiếp theo là Ấn Độ. Quốc gia mất 6.500 triệu phú vào cuối năm 2023. Vương quốc Anh đứng thứ ba là 3.200 triệu phú. Tại sao Úc Châu, Mỹ và Canada lại hấp dẫn các cá nhân giàu có của Trung Quốc đến như vậy? Theo báo The Australia, Úc Châu đã cho ra mắt chương trình đầu tư và đổi mới kinh doanh vào năm 2012 để thu hút những cá nhân có thu nhập cao di cư đến nước này. Nó bao gồm một dòng nhà đầu tư đáng kể còn được gọi là tấm vé vàng. Chương trình này được cho phép công dân nước ngoài ở lại Úc tới 5 năm, với điều kiện họ đầu tư ít nhất 5 triệu đô la Úc với các dự án đầu tư đã được phê duyệt. Trong lúc đó, Bộ trưởng Nội vụ Úc, bà Clay O'Neill, từng ghi nhận rằng trong nhiều năm qua, loại thị thực này không mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế của Australia. Loại thị thực này từ lâu đã bị chỉ trích là con đường nhanh chóng cho các cá nhân giàu có ở Trung Quốc tiến vào Úc, với hơn 85% số người nộp đơn thành công đến từ Trung Quốc.
Phân loại thị thực còn được đánh số 888, biểu thị vận may tam tài trong số học của Trung Quốc. Giờ đây, trong chương trình thị thực 888 đã bị hủy, cắt đứt đường tắt cho những người Trung Quốc giàu có tiến vào Úc. Đối với Hoa Kỳ, dự kiến sẽ có 2.100 triệu phú vào năm 2023. Theo Henley & Partners, Hoa Kỳ tiếp tục thu hút các doanh nhân và kỹ sư công nghệ giàu có, đặc biệt là từ châu Á, châu Âu và Vương quốc Anh. Các trung tâm lớn như Thung lũng, Silicon và Austin tiếp tục thu hút nguồn nhân lực quan trọng cho sự đổi mới và tăng trưởng kinh doanh. Canada ước tính có 1.600 triệu phú thu nhập ròng vào năm 2023, đứng thứ 6 trong số các điểm đến hàng đầu dành cho các triệu phú. Nhà phân tích Andrew Amos cho biết, môi trường tài chính, pháp lý và quy định mạnh mẽ kết hợp với dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân và hệ thống giáo dục nổi tiếng thế giới khiến Canada trở thành một nơi đặc biệt đáng mơ ước để nuôi dưỡng gia đình và điều hành doanh nghiệp. Khi cân nhắc việc tái định cư, các triệu phú thường nghĩ đến lối sống. Các triệu phú từ các nền kinh tế mới nổi có xu hướng di cư đến các quốc gia có nền pháp quyền và chính trị ổn định để bảo vệ lợi ích kinh doanh của mình. Tuy nhiên, có một số mục tiêu phụ. Ví dụ, theo ông Dominic Volek, giám đốc của nhóm khách hàng cá nhân tại Handy & Partners, một trong những khách hàng của ông ở Dubai, đặt mục tiêu thiết lập chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới phân phối ở châu Âu và Mỹ. Vì vậy, họ tìm kiếm những quốc gia có chính sách kinh doanh, thuế và thuế nhập khẩu thuận lợi. Ông Dominic Volek cũng đề cập, các yếu tố thúc đẩy các triệu phú di cư bao gồm lợi ích của việc có được hộ chiếu thứ hai, ngay cả khi họ không thực sự di chuyển. Cư dân của các nước mới nổi có xu hướng tìm kiếm nơi cư trú thứ hai, họ quyền công dân thông qua đầu tư. Thị trường khách hàng mới lớn nhất của Handy & Partners về tư vấn nhập cư đầu tư hiện nay là Hoa Kỳ. Kết quả của Handy & Partners đã mở ra văn phòng mới ở Mỹ để đáp ứng nhu cầu cao. Theo ông Volek, một phần đáng kể khách hàng của Handy & Partners có được hộ chiếu thứ hai để nâng cao quyền tự do đi lại toàn cầu của họ thông qua việc miễn thị thực. Hộ chiếu Trung Quốc đại lục chỉ được miễn thị thực vào 80 quốc gia. Tuy nhiên, bằng cách đầu tư 250.000 đô la Mỹ vào chương trình đầu tư lấy quốc tịch của ScanKit và Navis, người ta có thể có được hộ chiếu cho phép miễn thị thực cho đến 150 quốc gia, bao gồm cả EU và Vương quốc Anh. Hộ chiếu Singapore còn mang lại nhiều lợi ích hơn nữa, miễn thị thực vào 192 quốc gia. Bây giờ tại sao các triệu phú Trung Quốc lại sẵn sàng bán tài sản, rút tiền và rời khỏi quê hương để sinh tồn? Thứ nhất là luật chống độc quyền cũng như ưu tiên doanh nghiệp nhà nước hơn khu vực tư nhân. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2021, cơ quan quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc đã phạt tập đoàn Alibaba 2,56 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm luật chống độc quyền. Đây là mức phạt lớn nhất từng được áp dụng theo luật này. Chúng đòn nặng Alibaba phải chấp hành. Người dùng internet bắt đầu thảo luận sôi nổi về sự độc quyền. Họ cho rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ độc tài độc đảng. Độc quyền gần như tất cả các lĩnh vực bao gồm điện, nước, dầu mỏ và nhà ở. Họ bị phạt bao nhiêu và độc quyền lớn nhất chính là bản thân đảng, không cho dân lựa chọn, thi hành chế độ độc đảng, không có đảng đối lập. Ai sẽ thi hành án phạt này? Họ còn nói các công ty nhà nước như PetroChina, Sinopec, China Unicom và các ngân hàng lớn của nhà nước chẳng phải đều là độc quyền sao? Sai lầm của công ty Alibaba là làm gián đoạn thu nhập của các nhà độc quyền. Trên thực tế, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang là nhà độc quyền lớn nhất. Hơn nữa, các chính sách ưu tiên doanh nghiệp nhà nước hơn khu vực tư nhân đã trở nên rõ ràng hơn. Kể từ khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bắt đầu vào năm 2018, các doanh nhân tư nhân nổi tiếng như người đồng sáng lập Alibaba Jack Ma, người sáng lập Lenovo Liễu Truyền Trí, người sáng lập JD.com Lưu Cương Đông và SF, người sáng lập và chủ tịch của Express Vương Vệ Đằng đã được từ chức vào năm ngoái. Ngoài ra, nhiều công ty tư nhân đã thay đổi người phụ trách thực tế, nhiều công ty được doanh nghiệp nhà nước tiếp quản. Đài Á Châu Tự Do từng đưa tin, người đồng sáng lập Alibaba Jack Ma và CEO Tencent Mã Hóa Đằng đã phải chuyển giao quyền lực cho nhau. Điều này cho thấy ý định của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm cải cách các nhà tư bản tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Chính quyền muốn can thiệp trực tiếp vào làm ăn của tư nhân. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã tích cực thúc đẩy cải cách sở hữu hỗn hợp các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Điều này liên quan đến việc chuyển giao các doanh nghiệp nhà nước đang gặp khó khăn cho vốn tư nhân và để các doanh nghiệp nhà nước can thiệp vào các công ty tư nhân lớn có lợi nhuận cao. Một số quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã được bổ nhiệm làm bí thư đảng trong các doanh nghiệp tư nhân lớn và một số chủ doanh nghiệp tư nhân đã bị thanh trừng. Kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, việc Bắc Kinh ưu tiên doanh nghiệp nhà nước ngày càng trở nên rõ ràng. Trong nửa đầu năm 2020, 112 công ty niêm yết cổ phiếu hạng A đã được công bố những thay đổi về bên kiểm soát thực tế của họ. Trong đó, 46 doanh nghiệp nhà nước tiếp quản chiếm 41%, vượt cả năm trước. Chỉ riêng trong tháng 6, 16 công ty niêm yết đã bị quốc hữu hóa. Năm 2019, 165 công ty đã bị đổi chủ, trong đó có 44 công ty bị quốc hữu hóa. Lý do thứ hai cho sự di cư của những cá nhân giàu có Trung Quốc
là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ra chính sách giám sát toàn diện, chống gian lận. Gần đây, một kỹ thuật viên mạng Trung Quốc đại lục tiết lộ rằng, một nhà khai thác viễn thông Trung Quốc đã nhúng phần mềm giám sát và mô đun cáp quang để kết nối trực tiếp với bộ phận gọi là Trung tâm chống lừa đảo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người dùng Internet kêu lên rằng sự giám sát toàn diện là ở đây. Hệ thống ghi lại mọi hoạt động hàng ngày của mọi người dân, không để lại bất kỳ sự riêng tư nào. Mọi thứ từ tin nhắn văn bản đến album ảnh đều có thể bị hiển thị và thậm chí cả nội dung cuộc gọi. Việc sử dụng phương tiện đi lại và các hoạt động trên Internet đều có thể bị giám sát. Phần đáng báo động không phải là dự đoán của những kẻ lừa đảo, mà là việc tải lên thông tin cá nhân của bạn và thậm chí quy chụp những tiếng nói bất đồng chính kiến thành nghi phạm lừa đảo. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc nói tránh bằng các câu như giám sát toàn diện ở đây, đại cai đang theo dõi bạn, liệu tường lửa vĩ đại và trung tâm chống lừa đảo có trở nên hợp nhất hay không? Họ cũng có thể lắp đặt màn hình trong nhà của chúng ta. Một số người còn nói họ giám sát bạn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Một số người dùng trực tuyến cũng đặt câu hỏi về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng luật chống lừa đảo như một cái cớ để giám sát toàn diện dân chúng. Họ nói gian lận là một cái bẫy, họ có thể cài đặt bất cứ thứ gì trong đó. Có người đặt câu hỏi, tại sao hoạt động chống lừa đảo ngày càng nhiều, gian lận có thực sự giảm? Các bộ phận liên quan có thể công bố dữ liệu không? Tại sao chúng ta không bao giờ thấy những kết luận quan trọng như vậy được công bố? Lý do thứ ba khiến người Trung Quốc di cư là giới nhà giàu bị kiểm toán toàn diện. Nền kinh tế Trung Quốc đang trì trệ và chính quyền địa phương đang phải đối mặt với những thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. Nhiều nhân viên nhà nước không được nhận lương. Một số đơn vị hành chính thậm chí còn vay ngược tiền của nhân viên. Theo báo Global Times, cơ quan thuế gần đây đã tiến hành thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp lớn của tập đoàn công nghệ Foxconn tại tỉnh Quảng Đông và Giang Tô. Cựu phóng viên tờ The New Yorker và Evan Oxner, người đoạt giải Pulitzer, tiết lộ Trung Quốc đang chỉ đạo các ngân hàng điều tra tài sản của những cá nhân giàu có. Những ai có tài sản trên 4 triệu đô la Mỹ hiện đang bị soi. Nhà báo Evan Oxner đề cập rằng, bất chấp nền kinh tế rộng lớn của Trung Quốc, nhiều ngành công nghiệp trước đây đang góp phần doanh thu thuế đáng kể đang gặp phải vấn đề trong vòng 5 năm qua. Giờ đây, một số công ty bất động sản đã phá sản, nhiều tòa nhà bỏ dở, nguồn tài chính của chính quyền địa phương cạn kiệt. Giáo viên và nhân viên nhà nước không được trả lương. Trung Quốc đang tìm kiếm nguồn doanh thu mới và nhắm vào các cá nhân giàu có. Theo nhà báo Osno, chính quyền địa phương đang sử dụng chiến thuật tống tiền, tận dụng việc kiểm tra thanh tra thuế để kiểm soát từ các ông chủ lớn. Lý do thứ tư là cuộc đàn áp chính trị đối với các ngành công nghệ và tài chính gần đây. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp mạnh mẽ các ngành công nghệ cao, giáo dục và giải trí, thu hút sự chú ý của quốc tế. Các cuộc đàn áp đối với các dịch vụ tài chính của Ant Group, nền tảng chia sẻ chuyến đi Titi Chu Sinh và hoạt động tài chính ngầm như cho vay ngang hàng có thể được hiểu là các cuộc tranh giành quyền lực tài chính phe phái. Tuy nhiên, nó mang lại lợi ích gì cho sự cai trị của Đảng Cộng sản khi phá hủy các ngành dịch vụ sử dụng hàng triệu người? Đây là một cuộc chiến về năng lực trí não, cuộc chiến về cách sử dụng thời gian. Quan trọng hơn, đó là một cuộc chiến thu hút sự chú ý. 20 năm trước, trong những ngày đầu tiên của Internet, khái niệm thời thượng nhất là kinh tế học về sự chú ý. Những thứ giúp bạn kiếm tiền không phải là sản phẩm, năng suất hay chuỗi cung ứng, mà là sự chú ý của khách hàng, còn được gọi là nền kinh tế nhãn cầu. Tại sao những ngành công nghiệp kích thích kinh tế, thu hút sự chú ý này lại được quản lý? Lý do nằm ở khả năng ảnh hưởng và huy động quần chúng. Chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa đối với những thứ có khả năng huy động quần chúng. Chính quyền Trung Quốc chỉ cho phép bạn nói về sự vĩ đại, tươi sáng và đúng đắn của Đảng. Họ không chấp nhận những tiếng nói phản đối. Nguyên nhân thứ năm là sự bất ổn định về địa chính trị. Các triệu phú toàn cầu di rời theo những thay đổi địa chính trị. Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và các cuộc chiến tranh quyền lực nội bộ trước Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến các triệu phú đổ xô ra nước ngoài. Lễ kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở lại cũng góp phần. Nửa đầu năm nay, chứng kiến dòng triệu phú rời khỏi Nga và Trung Quốc cao nhất, với mức trung bình hơn 10.000 người rời khỏi các quốc gia này. Hồng Kông xếp thứ tư và Ấn Độ xếp thứ ba. Theo báo cáo công dân toàn cầu của hãng Handy & Partners, Nga và Trung Quốc mỗi nước chứng kiến hơn 10.000 cá nhân có giá trị tài sản ròng cao di cư trong năm nay, chiếm tỷ lệ cao nhất. Do bất ổn định chính trị, Hồng Kông chứng kiến 3.000 người rời đi xếp thứ tư, trong khi Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới xếp thứ ba. Với căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc có thể khả năng dẫn đến chiến tranh, có những lo ngại về việc Trung Quốc sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu Mỹ can thiệp. Lý do thứ sáu khiến người Trung Quốc di cư tăng cường là việc nới lỏng chính sách sau đại dịch. Các chính sách phong tỏa và zero Covid của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây nên cuộc di cư hàng loạt. Việc thực thi các chính sách này rất khắc nghiệt, ưu tiên chính trị hơn là nhân quyền, khiến nhiều người cảm thấy rằng tài sản và sự an toàn cá nhân của họ không được bảo vệ. Điều này gây ra sự lo lắng và mất lòng tin đáng kể vào những khả năng quản lý tương lai của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giới giàu có. Để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn và sự bảo vệ hợp pháp cho bản thân và con cháu, họ quyết định định cư.
một cựu nhà báo Trung Quốc sống ở Bắc Kinh, đã di cư sang Nhật Bản vào năm 2023, từng phát biểu trên đài phát thanh công cộng quốc gia Mỹ rằng các chính sách nghiêm ngặt Zero Covid đã thay đổi suy nghĩ của những người Trung Quốc giàu có, từng ủng hộ các chính sách của Bắc Kinh. Một nguồn tin giấu tên cho biết, giới giàu có Trung Quốc nhận ra rằng có trình độ học vấn cao, sự giàu có và có mối quan hệ đi nữa cũng không thể giúp họ đi lại, có thể sinh hoạt căn bản một khi gặp chuyện. Đây là một cú sốc lớn. Những người giàu có cũng lo ngại về hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe kém cỏi của Trung Quốc dành cho con cái, cũng như sự an toàn lâu dài của tài sản gia đình họ ở Trung Quốc. Nguồn tin cũng cho biết, đối với những người làm trong lĩnh vực văn hóa và truyền thông, cần có nhu cầu khác về quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Sự di cư ồ ạt của các triệu phú đã khiến chính phủ Trung Quốc lo ngại về việc làm trầm trọng thêm tổn thất ngoại hối và sụp đổ kinh tế. Do đó, chính quyền đã bắt đầu tịch thu hộ chiếu, cắt thẻ xanh và khiến việc lấy hộ chiếu trở nên vô cùng khó khăn. Ôi, xin hộ chiếu bây giờ khó quá. Bạn cần có giấy phép hoạt động kinh doanh, bằng cấp nước ngoài, thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài, đề xuất dự án, hợp đồng lao động có công văn và các loại giấy tờ chứng nhận vaccine. Những thứ này hơi rắc rối một chút, nhưng vẫn có thể được cung cấp trong vòng 1 hoặc 2 tháng. Tuy nhiên, họ cũng yêu cầu bằng chứng về 3 tháng bảo hiểm xã hội ở nước ngoài. Làm thế nào bạn có thể có bảo hiểm xã hội khi chưa đến nước người ta được chứ? Một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc ở Hoa Kỳ cho biết, các chính sách ngoại giao theo phong cách làng sói của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến đất nước này ngày càng bị cô lập. Về mặt chính trị, Trung Quốc đang trở nên giống Triều Tiên hơn. Và về mặt kinh tế, nước này đang quay trở lại nền kinh tế kế hoạch. Điều này cũng khiến những người giàu có cảm thấy không còn chỗ cho việc kinh doanh của họ phát triển ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang tập trung vào việc củng cố các doanh nghiệp nhà nước, đẩy doanh nghiệp tư nhân sang một bên. Họ coi các công ty tư nhân là mối đe dọa đối với nền kinh tế tập trung kiểu xã hội chủ nghĩa. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng vũ lực để đánh tư sản theo kiểu mới. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng hiện tại. Theo ý kiến chuyên gia, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu một cơn bão quản lý chống lại các doanh nghiệp tư nhân lớn như Alibaba và Didi để tăng cường an ninh cho chế độ. Điều này phá vỡ hoàn toàn nền kinh tế thị trường. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang thúc đẩy sự thịnh vượng chung bằng cách sử dụng luật pháp và thuế để giảm bớt người giàu, bao gồm cả tầng lớp trung lưu. Điều này đã gây ra nỗi lo sợ chưa từng có trong giới nhà giàu và tầng lớp trung lưu, khiến họ cảm thấy tài sản của mình không còn an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Những góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện mỗi ngày. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi Khán Trung Quốc trên hai nền tảng YouTube và Kan Chingua. Hải Vân và Khán Trung Quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.